Adu. Gì đây? Rồi xong. Rồi đang chơi thì bị tắt nguồn điện thoại luôn các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp theo lao vào chiêu 2. Bum 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 peng. Dạ. Qua này thì láo nháo này. Chiu. Dạ. Ui ôi, tí chết. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Chiu. Ôi trời ơi, ngon chưa? Ngon chưa? Thanh niên Paine bị mình cải khịa cay cú quá. Chửi ôm xòm. Không biết bây giờ còn cay không ta. Nãy đèn quá anh em ơi. Đang chơi game thế là cuối cùng cái kết tự dưng cái kia sập nguồn điện thoại luôn. Khởi động lại máy luôn. Không biết vì lý do gì luôn. Trời ơi, đang khịa khịa cái thanh niên Paine cay cú. Vui ơi là vui luôn. Nó chửi ôm tỏi luôn. Thích là thất quá đi trời. Nhưng mà hình như mình bị reset là nó bị tắt nguồn. Hồi nãy mình đang quay cái video, không biết có lưu được không nữa. Mình nghĩ là không lưu được đâu. Thế nên mới khó cho mình chứ. Đâu rồi? Nó AFK luôn rồi. Ôi dồi. Ăn đi anh em, ăn ca sa đi. Cái gì kỳ vậy trời? Sao lại AFK? Chọc ác vừa gờ. Cái gì trời, ai biết gì đâu. Chê có chút xíu rồi. Thôi chọc em bạn mà AFK luôn. Dạ, trời, phèn, lấm. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Dừng tao hả? Buồn cười thanh niên Paine. Còn Paine các bạn, nó kiểu nãy nó tức mình nhá. Thế là nó mai phục mình, nó bắt mình. Thế là bắt mình cũng không được, bị mình giết chết. Thanh niên cay cú quá AFK luôn rồi. Này này, lao vào này, lao vào này, lao vào này, lao vào này nhỉ, lao vào này hả. Trời ơi, không biết không quay được video thì chắc là chán ghê luôn á. Rồi thắng luôn rồi anh em ơi, thắng luôn rồi. Rồi ok, để mình kiểm tra xem nếu mà nó không quay được video thì mình sẽ có một cái chế độ mới, nó mới ra mắt ở phiên bản cập nhật này nhá. Rồi ok mọi người, chờ mình chút. Ai chà chà, khó thế. Ok, chào tất cả mọi người nha. Thì sau khi mà mình kiểm tra xong thì bị mất cái video các bạn ạ. Thì vì thế nên mình quyết định gọi là quay xem lại cái video vừa rồi của mình nha. Đây là một cái chế độ mà từ xưa đến giờ mình chưa khi nào làm clip. Cái này giống như là mình đang bình luận lại cái trận đấu của mình ấy các bạn. Là đây là mình này. Đấy, mình chơi Airy nha các bạn. Mình sẽ giúp cho rừng này, đúng không? Trời ơi, đi top nó phải cứ gọi là đẳng cấp. Đó, giúp rừng ăn nửa cái con bùa đỏ xong mình mới lên trên. Trận này mình sẽ đấm nhau với cả thanh niên Tai Chi này. Tí nữa mình bị mấy lần bị đem bạn nó mai phục luôn đấy các bạn. Nó mai phục xong rồi nó đánh mình quá trời luôn. Rồi lao vào chém này. Vâng, chào nhau những lời yêu thương đắm đuối thôi. Vâng, Tai Chi đang muốn đánh mình để lấy cái nội tại ở cái điểm thứ tư mà không được ấy. Văng cái chiêu 1 nhìn giời, nó tung luôn. Trận này mình chơi Airy với trang phục tuyệt sắc nha các bạn. Trang phục gọi là tuyệt sắc. Mình nghĩ rằng cái trang phục này là trang phục tuyệt sắc siêu đẹp, đẹp nhất trong những bộ trang phục tuyệt sắc luôn. Này với cả Violet nó sánh ngang luôn đấy các bạn. Còn Ngộ Không với cả Tulen thì mình thấy nó tuyệt sắc xấu, không đẹp. Rồi lao vào đánh luôn này. Úi dồi, được 4 điểm. Yeah. Anh Tai Chi rất là ghê gớm nhà. Mình lao vào mình hôn phát này. Đó, hai bên đang trao nhau những nụ hôn đắm đuối này. Bằng một nam một nữ ở lên trên thì làm gì. Trời ơi, trên này thì không có ai ganh mà. Chúng ta trao nhau những bầu tâm sự đi, lao vào hôn tiếp. Đúng rồi, hôn tiếp này, đó. Mọi người thấy mình đánh ID ghê không? Này, quăng trúng bay vào hôn này. Ói, không trúng cũng hôn này. Hôn hit này, rồi hồi máu này, Tai Chi hồi máu. Tí nữa là bị tem bạn nó mai phục. Kiểu thanh niên Paine. Trận này là Paine nó cay mình các bạn. Nó cay mình lắm. Nó còn chat ra bảo mày bị trẻ trâu à đó chứ. Nó tức mình ấy. Rồi mình lao vào rồi. Trời ơi. Đùng chiêu cuối. Rồi mình chạy luôn. Tại vì tay bên kia đông quá. Mình đánh không lại. Mình còn đứng dây này. Đó, quăng cái chiêu 2 này. Em quăng chiêu 1 này xong lướt chiêu 2 này. Mình đứng dây mà. Nó đâu có làm được cái gì mình đâu. Mình tỉnh lắm. Paine à. Paine lao vào kìa. Hất tung được 2 lần kìa. Đó, lao lên. Đó, lao lên. Cà khịa thôi. Cà khịa thôi. Ở đây mình cà khịa thôi. Gì đây? Mày tính làm gì đây? Cái lúc này á là mình đang không biết làm gì hết trơn.
Anh em thấy kiểu này nào? Này là mình có thể xem lại được nhá. Các bạn có thể xem lại trận đấu của các bạn được. Rồi Pioneer lao vào mình nè. Đồ ăn mình nhá các bạn. Đồ ăn mình này, đồ ăn mình này, đồ ăn mình nhưng mà đen. Đen, đen Veret tới. Đó, đợt này mình sẽ đứng lại mình chat này, mình về mình chat này kêu non. Giờ Tachi nó cay các bạn. Tachi nó cay, nhưng mà tí nữa nó còn cay nữa. Tại vì tí nữa nó hay lắm. Để tí nữa thì mình tới lúc đó mình sẽ kể cho các bạn nghe. Đó, mình chat non đó. Là Pioneer nó cay nhưng mà nó không chat gì hết các bạn ạ. Cái đợt này nó không chat gì đâu. Nó tức mình lắm rồi đó. Tức lắm. Ờ, mình lên đứng trên này. Thanh niên Tachi đang ăn con Kansa này. Mình tới mình phá này. Đấy. Đấy phá này. Veret mình đang đi tới kìa. Mình thấy Veret đi tới là mình cứ chiến thôi. Này Veret tới này. Đó. Chọc này. Veret không ăn đấy đâu. Mình lao vào mình đánh người. Còn Veret ăn con Kansa. Đó. Mình quăng chiêu một mà nó hụt tiêu rồi. Rồi rồi. Đợt này mình bị mai phục này. Đùng. Nó cay mình mà. Nó cay mình. Nó xúc mình chết đợt này này. Đó. Mình đang đi vô cùng với cả Veret mà đậu xanh nó đứng nó mai phục mình, cộng thêm mấy con tưởng Richter nữa. Thế em đi xa quá luôn, em về nhà luôn. Ở Veret đợt này nó cân 2, cân 3 luôn. Ui ôi, ui ôi. Nhưng mà vẫn chết. Tại vì Pioneer nó nhiều máu hơn, với lại chiêu thức của Pioneer nó dồn sát thương. Nói chung là Veret ăn được hai mạng. Còn mình thì có ăn được mạng nào đâu, chết ngắc luôn. Đang đi nhong 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 nha. Thì vẫn lên bình thường thôi. Mình với cả Tachi đánh nhau thì Tachi nó đánh không lại mình, nó chạy núp các bạn ạ. Mình cứ lao lên mình hôn quá trời hôn luôn. Ôi, trao yêu thương quá trời mà bạn ấy sợ, bạn ấy rén. Trốn chui trốn lủi trong trong trụ đâu dám ra đâu. Thấy không? Trời trốn miết thôi. Kém rồi. Vô nào. Ui. Rồi chém luôn. Đây quăng cái chiêu 1. Quăng cái chiêu 2 trúng phát. Ủa thằng quăng cho 1 trúng phát mình lao vào liền. Đó chém này. Anh em có thích mình làm. Ui đợt này là 3 người nó ganh mình này các bạn. Crazy hất tung Pioneer bay vào này. Xong đợt này mình còn cả kia xem bạn này đứng này. Đấy cay này à. Nói chung là đợt này là Pioneer nó cay mình ấy. Thế là nó rủ thêm cái thanh niên Crazy lên đường trên nữa. Nó rồi quyết tâm ăn mình cho bằng được nhưng mà không ăn được. Thế là thanh niên đợt này nó cũng tức nữa. Không ăn được cay ấy. Cay mà không ăn được mình nên ra vẫn hơi cú. không ăn được, đợt này không ăn được. Nói chung là mình đợt này chỉ chết có một mạng thôi. Chết mạng hồi nãy mà mình bị nó mai phục ấy. Lúc đầu ấy là nó rủ thêm thằng Richter lên. Đấy, nó xúc mình. Thế cái đợt này mình nó rủ thêm vị tướng Crazy lên nhưng mà tỉnh, mình tỉnh queo luôn. Thấy cố động phát rồi mình té liền, lao chạy lướt cái đùng. Đó xong cái đợt này mình lại chát thêm phát nữa lại kêu hơi non đấy. Cái này là mình tải về nha các bạn. Mình tải cái trận đấu về xong mình xem lại. Đấy là mình xong rồi mình bật cái máy quay màn hình lên là mình cho các bạn xem. Chứ các bạn mà muốn xem lại thì vẫn xem được nha. Anh em chỉ cần vào cái gì ta. Hồi nãy mình vào cái gì mình quên mất tiêu rồi. Mình tải về có chút xíu à, nó có 2 mê hay 2, đúng rồi, có 2 mê à. Xong mình có thể coi luôn. Sướng lắm. Chiu. Bầm đung, đợt này mình cân 2 này. Cân 2 này, xong rồi mình xử luôn cái thanh niên Pioneer này. Nó cay mình ấy, nó bị mình giết, nó ưng chế lắm luôn á. Rồi. Không ăn được. Nhưng mà mình giết được Pioneer ngon rồi. Đợt này mình chọc cái thằng Pioneer nó tức điên luôn các bạn. Tí nó chửi mình om tỏi luôn. tí nữa có một cái pha quyết định mà khiến cho vị tướng Pioneer của đứt gánh. Gọi là cay cú đến cực độ. Có khi đập điện thoại rồi cũng nên đấy chứ. Thấy đồng đội trên bên kia nó bảo nó AFK rồi. Đó mình lao vào mình tấn công Elsu mà không có được. Nó còn máu mà nó lướt mất tiêu luôn. Đang đứng đây mình núp này. Mình quăng chiêu 1 này, hóng trúng này. Thấy Richter rồi đó nhưng mà nó xa quá. Không mà ăn gì được. Mình quyết định lao vào Grissi. Mình có chú cuối nè. Ôi chú cuối mà nó bật cuộc cầu bằng xương. Thế thì thua. Biến về thôi. Trang phục phải đẹp các bạn.
Trang phục này quá đẹp luôn. Biến về xong rồi thấy đếm lính thèm quá. Thấy vàng ngay trước mắt rồi tự dưng đi về. Mình quyết định méo về nữa. Đúng ăn hết lính xong rồi mình chịu về. Trận đấu này thì nó tới mười mấy phút. Lúc đầu là mình có qua các bạn, nhưng mà tự dưng cái màn hình tự dưng tôi sập lại. Thế là máy tự tắt nguồn luôn. Tự dưng đang chơi này nó đơ đúng không? Là đầu tiên mình gặp luôn đấy các bạn. Lần đầu tiên mà mình thấy là chơi trên điện thoại iPhone mà bị như thế này luôn. Cái iPhone 8 của mình chơi mấy năm trời chưa khi nào mà bị. Thế mà cái iPhone 12 nó lại bị. Không biết bị gì. Nó tự khởi động lại máy ấy các bạn. Chứ nếu không là từ đầu đến cuối là có clip là trận này mọi người xem là mình là đảm bảo rồi, không mê không tính tiền. Trận này mình ăn ít mạng lắm. Nhưng mà Pine nó cay mình ấy. Nó ăn không được mình nên ra nó tức. Chửi om tỏi luôn. Vui, nói chung trận này vui. Nó chửi một hồi đập nát điện thoại luôn. Đợt này mình ăn thật Tai Chi luôn này. Tai Chi là múa này. Mình đập chữ cuối, mình lao vào, mình chém này. Chém phát chết luôn. Hết đường múa luôn. Tí nữa mình còn cả chơi của tem bạn nữa cơ. Vui cực. Richter này, eo su này cho hứa quăng cái chiêu 1 hụt. Cái đợt đó mà mình quăng cái chiêu 1 mà chúng là nó chết thằng eo su với mình rồi. Hất tung một cái là mình hồi chiêu 2 á. Mình lao vào mình xử rồi đó. Hụt mất tiêu luôn. Pioneer đợt này nó giật. Đợt này nó chưa cay các bạn. Nó gọi là hơi cay thôi nhưng mà nó không cay lắm. Tí nữa nó mới cay. Tí nữa. Mình nó giật thì mình cũng giật. Đấy, đợt này mình cũng may mình giật này. Nó đâu làm được cái gì mình đâu mà. Nó đã không biết mình đứng trong bụi này đâu nha. Đi xuống này, đây này, đậu xanh chạy mất tiêu luôn. Chạy mất tiêu luôn, nhưng mà mất con bùa lưu. Sao mà còn được. Đứng đây mình dình này. Tai Chi lao vào chém Tai Chi luôn, nhưng mà không ăn được. Lao vào chém chơi cho vui vậy thôi, chứ không ăn được. Lướt về. Lướt về xong rồi sử dụng cái đó là cái gì nhỉ? Rổ đánh nhau tùm luôn, mình lúp luôn. Đợt này vị tướng support tem mình chửi mình này. Bảo là đang đánh nhau cái tự dưng đi núp. Đây, Pioneer này chết này. Đấy, lao vào này, đùng này đó, chết. Bắt đầu cay đó. Đợt này là lúc đầu đã cay rồi nhưng mà giờ cay hơn tí nữa rồi đó. Đợt này mình ăn ít mạng lắm. Hình như được có mấy mạng à. Đợt tính tới thời điểm hiện tại là phút thứ 10 mình mới ăn được có 2 kill à. Từ từ nha. Úi dồi. Ra bị Elzu nó dã cho một viên mồm cái thằng cẳng chạy đầu núp luôn. Chiu. Úi dồi. Mình cũng bị nó bắn cho một phát thôi, chạy về mách mẹ luôn rồi. Mẹ ơi, nó thằng Eosu nó bắn đau quá. Đau quá trời luôn, chạy về luôn. Sợ quá chạy về luôn, rén luôn. Chạy về ăn quái. Hên là cái lúc mà mình bị máy nó bị tắt á thì là không có bị thoát. Không có bị kiểu giống như là tem bạn nó đánh chết đấy các bạn. Hên. Đến lúc vào thì vẫn chết, vẫn một mạng. Không bị làm sao hết, không ăn được mạng cũng không chết. May vào kịp hay không, tí là toàn. Nhưng mà cái lúc đó là cái thanh niên gọi là Pioneer nó AFK. Đây, Pioneer nó cay mình này, nó dình mình nha mọi người xem này. Nó đánh mình trước, mình không biết trong bụi có người đâu. Đấy, mình bị động phát, mình đập nó luôn, nó bật chiêu cuối, nó đánh mình luôn. Xong rồi mình chọc chết nó, đây, cái vụ này này. Thanh niên Pioneer cay cú đập điện thoại ở đây này. Đó, nó đứng nó dình mình, nó vào làm đùng, cái này mình chát. Xong rồi mình còn quay lại, mình cà khịa cái thanh niên Elsu đó mà, treo Elsu đó mà. Nè, mình đứng đây, mình treo nó này. Đó, giả bộ biến về này, nó áp sát phải, nó quăng cái chiêu 1 này, đó. Ơ, Elsu bật ngắm này, bắn này, hụt này, á. À. Đó, mình thấy nó bắn hụt, mình còn lao lên nữa này, cho nó thèm chơi này, đó. Elsu dí đồ. Đợt này là nó mình đứng này mình chat này. Mình chat này bảo là mình chat cái gì đấy á.
Xong rồi nó chửi mày mày trẻ trâu hả, các thứ các kiểu con đà điểu. Mình bảo là còn non, non lắm. Đấy, đậu xanh nó chửi quá vậy, chửi luôn. Chửi xong rồi mình bảo thế cay lắm à, nó chứ đậu xanh. Nó bảo là nó không có cay. À, đều thật. Nó bảo là tao mà cay à, mình cười lắm. Tiếu lâm. Ở Richter nó thấy mình tại trong cái bụi này có con mắt. Nhưng mà mình đứng ở bên bụi bên kia mình không biết có con mắt trong này, đâm ra nó rình rình nó đánh mình. Nhưng mà tuổi gì Richter ăn được? Không có cửa. Hai ông Richter cũng không ăn được chứ đừng nói một ông. Rồi hình như đợt này là xong rồi này, là mình bị AFK này các bạn. Xong. Kết thúc. Đợt này bị AFK đấy, xong rồi mình tới vào đó mình thoát game mình về kia vào đó các bạn. Thì nói chung là đến đây là hết rồi. Là các bạn coi cái khúc đầu tiên nó tới tiếp tục nối khúc này. Thôi mình nghỉ nha các bạn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nhá. Nếu mà người hay cho mình like. Đây là một cái trận đấu mà mình coi lại cho các bạn xem như thế nào. Lần đầu thì mình làm cái video kiểu này luôn đấy. Ok. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng lại gian hàng của hảo ghé xem đi. Các bạn mất nick, các bạn muốn tạo nick mới không? Đừng làm thế, hãy quay vô shopbanhảo.org của mình. Chọn ngay cho mình một cái nick giá rẻ. Rồi ôi đảm bảo với các bạn là siêu rẻ luôn, siêu chất và siêu uy tín luôn các bạn ơi. Thì hôm nay đây là cái shop nick của mình. Nó, các bạn có thể truy cập vào mặt ạc VIP đừng quên. Mục này là hoàn toàn trang thông tin nha các bạn. Ôi dồi, giá rẻ như cho luôn á. Không ở nơi nào có giá rẻ như vậy đâu. Ví dụ cho các bạn một cái nick này. Ví dụ nick này đi chẳng hạn đi, 73 tướng, skin 50, giá bao nhiêu? 250.000. Đây là giá bằng cạc, có thể mua ATM rẻ hơn được một xíu nữa. Vui lòng nhắn tin vào hỗ trợ shop hoặc Zalo cho mình để mà có thể giảm giá thêm một tí nữa, ép giá mình thêm được một tí nữa nha các bạn. Nếu mà muốn mua ATM hoặc là cái nick này, 60 tướng, giá bao nhiêu? 150.000. Và bao nhiêu đây? 60 tướng, 250.000. Rất là nhiều tướng nha các bạn. Và các bạn có thể kiếm những cái nick giá cao hơn. Ví dụ như nick này chẳng hạn, rất là nhiều trang phục bậc SS qua trời quá đất, có thể mười mấy 20 cái luôn. Giá bao nhiêu? 1.500.000. Trời ơi có nha. Các bạn nếu mà không tìm thấy được nick ưng ý đúng không? Tính đi nơi khác đúng không? Đừng, dừng lại 2 giây. Mấp vào ngờ, tab thứ hai. Ồ, trời ơi bên này hả? Cái gì đây? Follow tinh hệ đúng không? Lưỡng bố gì đây? Robot Gen hả? À robot hả? Rồi, ok có luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm một cái nick khác. Kéo xuống dưới này. Ví dụ như là... Ui giời nhiều lắm. Ví dụ Violet Pháo Hoa chẳng hạn. 350.000. Ép giá mình bằng cách nhắn tin vào fanpage hoa. Hỗ trợ nha các bạn. Nhắn tin với admin này nè. Rồi ok. Qua đến tab này nữa này. Trời ơi rất là nhiều luôn nha các bạn. Anh em có thể vào đây mà tha. Chọn một lực lúa lực một lít. Nói chung là các bạn có thể kiếm một cái nick rất là rẻ luôn. Và đặc biệt thì vô cùng uy tín. Anh em cứ yên tâm vào đúng số của mình nha. shopbanhảo.org.